Wow, ngon thiệt cô chú chị ơi, nhìn quá ngon à. Cho nên cho nhìn thử coi nó ngon như thế nào nha. Thấy chào. Ngon hả? Quá ngon, ngon chặt luôn á. Cô chú vậy. Bật nha. Cái nó giỏi cái tay. À. Trung bình mỗi một trái gì khoảng 3-4 kg nè, 4-5 kg nè, nhìn trái rất to. Cái trái này là chắc khoảng là 4 kg. Là lọc vào nhiêu cho nhất nha cô chú anh chị. Vừa đi qua mấy cái bờ mẫu nè, giật được nè, là chạy cẩn thận lắm à. Một xe dưa dừa trái này quá to luôn à. Đó là trên một bờ mà đứng tại cái cổng này nè, như này nè, đúng rồi, cái cổng này hả? Ừ, nó vàng hoặc là nó khô luôn. Dạ. Ừ, còn cái gâu này nó vàng là nó chín. À, nó vàng là chín nha. Đây là anh làm nè, trải nghiệm ăn dưa đường nè, ngon anh. Quá ngon. Thanh Quy miền Tây mến chào quý ông bà cô bác cùng các bạn thân mến. Hiện tại Thanh Quy miền Tây đang có mặt tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, nơi bà con đang thu hoạch dưa vào mùa dưa gộ nè. Hiện bây giờ là bà con đang cắt dưa này, là nghe bà con nói là dưa này là dưa dao nhất, trái rất to. Thì dưa dao nhất là cái chuẩn là 1 kg 8 rồi lên à, dưa bà con chia sẻ là dưa dao nhất là trái trên 1 kg 8 sắp lên à. Em mời cô chú anh chị cùng theo chân em trải nghiệm bà con cắt dưa vui đông như thế nào và dưa trái ra sao. Em mời cô bác anh chị cùng trải nghiệm cùng em nhé. Cái này hình như là hát mới nhăn đó là nơi dưa này nè. À, hiện tại là em đang có mặt tại đám dưa nè. Dưa này là hắc mỹ nhân, hắc mỹ nhân. Không, mình cũng không biết cái tên nó là gì luôn. Cái tên nó là hắc mỹ nhân. Hắc mỹ nhân hả? Nó như thế nào mà gọi là hắc mỹ nhân? Nó đen đó. Nó đen là hắc mỹ nhân. À, còn phía xa đó là bà con đang cắt, dưa. Chắc này có bộ nắng rồi nè, bà con nghỉ mệt. Còn những trái dưa mà vô trong cái vỏ đó là bà con gom vô vỏ. Đây những chiếc xe, những chiếc cubot nè, chở ra, nó đang chở ra. Còn phía ở dưới mấy sông á là bà con đang ghe trực hải sẵn, chuyển ra bao nhiêu là đem xuống ghe hết bấy nhiêu. Chào các bạn nha. Hiện tại là mình đang đứng tại đám dưa của bà con nè. Và dưa hôm nay là cắt, là nghe bà con chia sẻ dưa này là dưa dao nhất, và trái dưa dao nhất nó như thế nào em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình xem nha. Hiện tại là trước mặt em đây là một trái dưa dao nhất đây, mà không biết vì sao trái dưa này bà con bỏ sót đây nè. Đây cô bác thì nhìn cái xem trái nha. Dưa này rất là lớn nha, lớn lắm đó, thì chắc có thể sót lại tại gom á, chắc có lẽ là trái dưa này bị sót. Đâu đâu anh vỗ thử coi trái dưa nó ngon dở anh. Là rồi ok, trái dưa này ngon á. Ngon cái đặc. Cái tiếng nó nghe hình như là đặc nè. Ờ, nó thanh à. Mà mình đúng cũng rồi. Chia sẻ với bà con vậy thôi chứ mình cũng không có kinh nghiệm nữa nha. Không, tại vì người ta vỗ vậy là ta biết à. Vỗ phân biệt cái âm thanh pập 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 là rồi, đúng rồi. À, rồi. Không ngon. Rồi. Rồi rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Thì đâu ông trai ăn thử nó như thế nào ông trai. Chua lét à. Chua. Kỳ vậy. Dưa phải chua vậy. Vậy là mắc mùi vị luôn hay gì mà ăn thấy chua không vậy? Mắc mùi vị rồi. Chích mấy mũi rồi? Vậy là mới 5 mũi hả anh trai? Ăn thử coi. Thì cái trái dưa này nó màu trắng đó, chú anh chị bạn nha. Nè, còn nửa trái để bên đây nè. Đó. Thì ăn coi nó như thế nào. Ngon dở cho khán giả biết coi. Ngọt à. Ngọt mà sao nó nhẹ nhàng quá. Nhìn trái dưa rất ngon nha cô chú anh chị. Đây, trái dưa nè tại đồng này nha, nè bẻ ra nó giòn nè. Đó. Nước nhiễu lập đập. Nước nhiễu lập đập luôn. Quá
rồi ăn đi. Nãy nó nước không đó. Qua quay đây tôi đăng lên đó. Đưa lên chưa? Này mình làm sáng giờ hả anh? Có quay thấy mặt chứ lại mấy ông chọc. Sáng giờ mình làm được khoảng nhiêu công rồi? Đến từ nó quay nó táo như nó công. Tắng hết này 100 công. 100 công mà mình làm vậy là mình ăn tắng hay mình ăn công? Một tấn vậy là mình từ đây mình hái rồi mình chuyển ra ngoài luôn phải không? Là như vậy là một tấn vậy là mình được khoảng bao nhiêu tiền? 300. Là mình chia đều cho cái đội mình luôn. Cái đội của mình là khoảng bao nhiêu người anh? Nói chung vô định anh ạ. À, như bữa nay nè, bữa nay mình cắt khoảng 100 công này là khoảng bao nhiêu người? Chưa hết đâu. Chưa hết đâu. Cắt 100 công, cắt cây gai gai hoài. Là cây gai hả? Này có mười mấy người à? Mười mấy người hả? Theo mười mấy người này mình cắt một ngày như vậy là tối đa luôn khoảng bao nhiêu tấn anh? 50 tấn. 50 tấn hả? Dưa này hôm nay mình cắt này là nghe bà con nói là dưa dâu nhất là sao là gọi là dâu nhất anh? Là nó cái này là trái to là dâu nhất hả anh? À, cũng như cái miếng dưa mà khi vừa bắt đầu thu hoạch là mình thu hoạch đầu tiên là đợt nhất rồi đợt hai. Đợt hai là cái dâu hai. Dâu hai. Dạ. Vậy mình cắt một mùa dưa vậy là mình cắt mấy đợt là nghỉ anh? Cũng như một cái miếng dưa như vậy đó là mình cắt là dâu nhất, dâu nhì, dâu ba. Là ba đợt là bỏ ha. Là trung bình mỗi một công như vậy là mình thu hoạch ba đợt như vậy là khoảng bao nhiêu dưa trên một công anh? Nó như nếu mà dưa trúng thì nó khoảng chừng cỡ 4 tấn. Dạ. 4 tấn có trên, còn mà dưa trung bình là nó 2 tấn ngoài 3 tấn. Dạ. Chứ không có, chứ dưa mà dưa cái vùng này nó ít có 4 tấn lắm. 3 dạ. Tấn ngoài. 3 tấn ngoài là nhiều. Giá hiện giờ là 1 kg như lượt bao nhiêu anh? 1 kg thì mấy cái vùng này thì không biết phẩm gà bán sao chứ nghe nó có 3.000 mấy. 3.000 mấy ha. Ừ. Vậy là trung bình khoảng 3 tấn thì một công vậy cũng tương đương với khoảng 9 triệu. Cái này thì cũng như là mình tính đi như nó cỡ 3.500. Dạ, hay là chứ còn nó không có nữa. 3.000. Thành Long thì mình chưa biết là giá mấy. 48. Dạ. 48 ha. Chứ chưa nghe nói 4.000. Vậy cái chi phí mà mình làm trên một công dưa khoảng bao nhiêu tiền anh biết không? Nghe nói là cũng một công là 6 triệu mấy 7 triệu. Ồ, vậy cũng nặng tiền quá ha. Ừ. Tại vì từ lúc mình trồng nè, cào gom, tủ gom, rồi mới xây qua trồng. Dạ. Trồng rồi sửa dây, úp nụ. Dạ. Rồi xới đất, rồi phân thuốc, rồi kia tính ra là bây giờ vật tư nó mắc mà. Dạ. Phân thuốc rồi kia nó mắc. Thì tính ra là nó người nào mà mặn trung bình rẻ rẻ đó cũng nằm từ 6 triệu. Ông nào mà bằng chi phí nó nhiều đó là nó từ 7 triệu. Chứ còn mỗi lần là mình bằng có nhiêu có 4 triệu, ông nào bằng nhiều lắm là 5 triệu. Dạ. Yeah. Bây giờ chi phí nó lên cao tức là đó. Bằng có ngự thì lại có ngự thì lỗ. Theo như cái giá này mình có lời không anh? Lời chắc lời đỉnh nhưng triệu ngoài 2 triệu bạc rồi mình tính công cán rồi kia nó thì đâu có lời. Anh làm được bao nhiêu năm trong ngày làm dưa nè? Cắt dưa này lâu lắm rồi. Cắt dưa này thì nói là dữ lắm. Hình như là nguyên cái khu vực này là ở đây bà con thấy trồng dưa là nhiều ha. Ừ, năm nay trồng đây cũng nhiều. Nói năm nay đụng đồng dữ lắm. Dạ đụng đồng á. Ừ, ở đồng này cũng có nè, thì đồng Kiên Lương, rồi đồng trên Giang Thành trên. Dạ. Nhiều lắm. Hay bà con chia sẻ lên có những nơi là đổ đóng đóng bỏ luôn á. Có. Vì quá rẻ. Vừa có bữa hổm là dưới kia là nó mua có 2.000 mấy một ký đó. Dạ. Mà như nó mua 3.000 3.000 3.000 3. Dạ. Công dân cắt gánh là chủ ruộng triệu. Gánh ra chủ ruộng triệu nữa là còn có 2 mấy à. Dạ. Đó, mà nếu mà dưa này mà mình nói mà nó dưới 2.000 một ký đi, nó dưới 2.000 ký rồi là tính ra lỗ nặng luôn. Ừ, vậy là lỗ luôn. Ừ, lỗ nặng. Nó mà nằm dưới 2.000 là lỗ nặng, mà có bữa hổm là có 2 mấy đó. Dạ.
việc làm này cũng hên hên xui phải không? Trúng giá thì bà con nói như cái đợt mà dưa trúng rồi trúng giá nữa là ăn công 17 18 triệu 20 triệu là bình thường. Mà tới chừng nó lỗ, tới chừng mà nó không có giá rồi thì là nó lỗ từ hàng trăm. Thường thường là trúng giá là dưa thời điểm cao nhất là bao nhiêu tiền một ký quýt? Theo như cái dưa nhất, dưa mình cắt mà dưa nhất dưa bự đó. Dạ. Nó 17 ngàn, 18 ngàn đó. Hồ dữ vậy đó hả? 17, 18 ngàn đó. Dạ. Hồ mắc dữ ta. Bởi vì nó mới 20 mấy ngàn, 20 mấy triệu một công đó. Dạ. Tính ra như mình tính như nó một công mà nó 4 triệu đi. Dạ. Ủa, một công nó 4 tấn đi, 4 tấn mà nó dám mua mình là 20 mấy triệu. Rồi. Nếu 4 tấn mà một ký mà 15 ngàn không là thấy 4 tấn là thấy 60 triệu rồi đó. Ừ. Thì cũng như bây giờ nè, mình nói cái nhà lái là, ủa cái nhà vườn là người ta được có 20 mấy triệu rồi. Ừ. Lái nó bán ra nó tính chi phí này kia ra trơn là nó lại có lấy hai kéo gần là gần nữa đó. Nó lại bằng với dân mình trồng luôn. Ừ. Dạ, rồi, cảm ơn anh nha. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh đã chia sẻ những kinh nghiệm làm nhiều năm. Dạ, cảm ơn anh. Đây là bà con đang làm cắt xong nè, ra đây ngồi nghỉ mệt nè cô chú anh chị. Em sẽ quay tổng quan đây này cho cô chú anh chị mình xem. Và đây là những cái vỏ dưa nè, dưa này là dưa giao nhất nè, dưa này là đạt chuẩn. Ở phía trước mặt em nè, cô chú anh chị thấy là lưỡng biên luôn. Đây là vỏ, vỏ nghẹt hết trơn luôn. Còn phía mà hồi cấp nãy là bà con là chuyển xe ra là cắt phía bên đó là cắt xong rồi là chuyển xe ra bớt rồi. Cái đây là còn chỉ là một phần nào trong cái miếng ruột này thôi. Trái rất to. Đây là lưỡng biên luôn á cô chú anh chị. Không những là bẻ trên này nè, bỏ vô vỏ nè, còn ở dưới nè, dưới trái nè còn rất nhiều nè, này là trái nhỏ nè. Cô chú anh chị thấy không? Đây là trái nhỏ còn rất nhiều. Ồ, trái đó dưa gì nhìn thấy ngon quá anh. Dưa tình yêu. Dưa tình yêu à. Đây nè, cô chú anh chị thấy nè, này, này là còn nè, thấy không? Nghẹt trái hết trơn vậy nè, còn rất nhiều á. À, chắc này là xe ở phía đó là đang chạy ra để mà chở ra nè. Có, mình qua mình gom cái chỗ sáng ta cắt rồi á, rồi mới qua đây. Người, mình gom xong rồi người ta mới cắt nữa mà. Cũng như vậy này nè. Sáng giờ cắt được nhiêu rồi chị gái? À, chở cho được 5 xe chắc cũng chục tấn à. Chục tấn hả? Còn khoảng bao nhiêu tấn nữa hết? À, bữa nay tới 50 tấn nữa. Còn 50 tấn nữa. Vậy là sáng giờ mình cắt được nhiêu công rồi? Nó là cắt mấy bạn mới biết, xem lụm thôi, chỉ tính xe thôi. Chỉ là cổ. Đi theo lụm ha. Bên em bên góc giác thôi, chỉ tính cổ hơn, cổ như là 2 tấn, 2 tấn. À, một cổ mình đi như là 2 tấn. Ừ. Cái đó rồi mình làm gì rồi, chia tiền chung luôn hay là đúng phần? Rồi, chia tiền chung với mấy anh giác nó luôn. Dạ. Là cũng như hết chân từ cắt rồi... Không, cắt là riêng, chỉ là... lụm vô vỏ rồi bắt đầu là chở ra ngoài rồi mấy người đó giác xuống là tôi chi công đó. Là chỉ là bên phần là lụm bóc giác, còn bên phần cắt là riêng. Ở đó người ta cắt người ta ăn tiếng. Dạ. Chị lụm bên bóc giác chỉ là mình ăn tấn là một tấn được bao nhiêu chị? Tấn thì nó mấy trăm nữa. Tại mình mặn tính không hỏi nữa. Dạ. Vì theo thường thường chị mặn gì trung bình mỗi ngày vậy là như giờ hành chánh nó 8 tiếng là được khoảng bao nhiêu tiền? Chung có khi về sớm, có khi về trễ, ít người thì nhiều tiền, ít người thì có khi 600-700, dạ. Nhiều người thì 300 mấy, 400. Dạ, vậy là xe đó là 2 tấn hả chị? Vậy là tùy theo cái bữa mà ít nhiều ha. Cái bữa hay mấy tấn thì được 200 mấy, còn nhiều tấn thì nó nhiều tiền hơn. Như bữa nay là 20 mấy tấn mà 300, mà bữa nay 50 tấn vậy là gấp đôi ha. Chi đều ra hết, cái nhà anh em chi đều hết. Dạ. Giá rồi mấy ông trong kia chi đều. Dạ. Nói ngay mình đàn bà mình đỉnh thì mình hơi hơn mấy ông đàn ông ta giá chút, mấy ông đàn ông ta hơi hẹp chút. Dạ. Cũng như mình làm việc nhẹ hơn ha. Thấy mình
chỉ lụm thôi, còn tay khóc giác rồi, tay giác không sao phải lụm tiếp một. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Chúc chị thật nhiều sức khỏe. Dạ. Ở đây là chiếc xe lùi tới nè, xe tới xe lùi để mà thu gom những cái vỏ mà bà con gom lại. Ờ, chạy mà sức bánh xe luôn. Xe đang lùi đó, lùi lại đằng ấy mà chuyển đi á. Đây là những cái vỏ không là bà con đợi để mà để gom trái á. Sáng giờ là gom là khoảng tương đương chứ khoảng là 10 tấn rồi đó. Còn đây tới chiều là còn khoảng 40 tấn nữa. Chính chị thấy đó không? Phía xa đó lưỡng biên luôn nha, nghẹt vỏ hết trơn nè, một vòng đó. Rất nhiều vỏ luôn. Đây là gom nè, đang gom lại thấy lên. Này là ở ngoài nè, ở ngoài chở vỏ vô, chở ra ngoài rồi xong xuôi rồi, bây giờ là chở vô nè. Chở vô thảy vỏ xuống nặng gom tiếp tục nè. Đã bắt đầu bà con mới gom những cái vỏ có dưa nè, vỏ có dưa thảy lên xe mới chuyển ra ngoài. Em sẽ quay cận cảnh cho chú anh chị mình xem là bà con đi thảy những cái vỏ lên, những cái vỏ dưa lên xe chuyển đi. Cho nên sao anh? Nó chín quá. Anh dỗ sao mà anh biết nó chín? Cũng như nó chín nó lỏng hậu. Cái âm thanh đó ha. Cái âm thanh nó không nghe không có. Trái dưa mà nó vừa chín là mình dỗ cái tiếng nó khác. Chạy trong ca. À, bông 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 bông. Còn dỗ. Như cái trái. Còn chuyện chị thấy. Lựa dưa ha. Là nó dễ ấy lắm. Nó dỗ một cái là cái tay nó lồng xuống. Nó lồng xuống dưới này. Cái này là cũng như là kinh nghiệm nhiều năm mà mình làm nghề ha. Còn cái trái dưa mà nó đặt mình dỗ bình thường. Cái tiếng nghe bon, 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 như bon. Cái trái dâu nhất này là mình lấy cái cỡ nó là từng khoảng băng lớn tới băng lớn nó thành cái trái dâu nhất. Nó như cái dâu nhất này tùy theo ấy, nếu mà nó ra lựa hàng đi Hà Nội là lấy hàng từ 2 kg đổ lên. 2 kg đổ lên. 2 kg. À. Đổ lên. Còn như cái trái dưa mà khoảng chừng cỡ 1 kg 3 cái rưỡi đồ kia là nó bỏ xuống cái dưa nhì là bán thành phố. Dạ. Nó như mấy cái này là nó cũng người ta cũng mua nhưng mà cái hàng dưa dạt. Dạ. Như giờ dưa này thì 5.000 ký đi à. Thì cái này nó chừng 3.000. Nó vậy đó. Cái mà cái trái dưa mà mình làm đây nè, theo như đó giờ có cái trái nào to cực to không Quỳnh? Hỏi tao, tao hỏi ai đây? 5 ký ngoài 6 ký có. Là trái to nhất là 5 ký ngoài 6 ký ha. Như trái này khoảng chừng cỡ 2 ký 7. 2 ký 7 ha. Còn đang cầm trái dưa thôi mà căng ước lượng được khoảng 2 ký 7 ha. Tại cầm cắt ký quen tay á. Quen tay ha. Quen tay. Yeah. Còn cái trái đó mà như hôm nãy em thấy là như chia sẻ là nó nứt nó hư đó là sao? Nó nứt cái này nè. À. Nó nứt cái này nè, sợ nhiều khi á lái mua vô rồi mà nó lấy á, rồi nó để lăn qua lăn lại á. Nó dập ha. Ừ, nó dập. Cái nứt. Bắt đầu nó xì ra cái đường này nè. Như vậy cái trái đó mặc dù nó đủ ký mà nhưng cũng vẫn dạt ha Quỳnh. Dạt ra bỏ. À. Có hẹo gì dạt ra. Chừng nào mà trái dưa mà nó bóng láng cái dạt gì nè. Dạ, nó bóng láng mà nó năng ha. À, cái trái dưa này là cái trái duy nhất ha. Trái này dưa nhất nè, mà nó thành ra nó nứt gì là trái dưa dạt. Đúng rồi. Thằng ngày qua đây em thấy là như là nó lựa xong nó lội trực tiếp luôn anh trai. Nó dục như xuống kênh luôn. Tại cái này là nó không dám lấy. Trừ ra lấy nhỏ ở đây người ta bán á. Ta bán ở sớm rồi kia ăn đó là người ta mới lấy thôi. Nó mua rẻ. Mua rẻ. Nó chứ còn mà nếu mà lái mà đi thành phố đi Sài Gòn đôi kia gì là bỏ hết. Bỏ hết á. Bỏ hết. Thì ở quê mình gì đó có chú anh chị. Thì những cái nào mà nó có thẹo chút xíu là ta sẽ loại tại chỗ luôn, loại trực tiếp luôn, chứ không có lấy ha. Cái dưa này là dưa nhất nè, hàng lấy nè. Trái dưa là đạt ha. Trái dưa này nó năng ha. Ừ, nó năng. Năng có đi quay hả? À, trái dưa nó vừa chín cái nghe cái tiếng. Sao đây không chạy lên tiếng đây? Nó chắc, cái tiếng nó chắc ha. À. Đó trái dưa là biết. Ừ, gõ trái dưa biết rồi, biết. Trái dưa nó nghe có tiếng thanh. Còn trái dưa kia gõ nghe bẹp 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 này cái tiếng nó chắc. Rồi trái dưa sống cam thanh của trái dưa sống.
cái dưa sống là nó chắc hơn nữa, nhưng mà con cái sống trên này biết trên đây có mình nhìn nhận dạng sao, nhận dạng sao lọt vô anh trai nói là cái gâu nó vàng là chính ha. Còn thì nếu mà cái dưa này là nó hai loại ở chỗ nhà có loại là nó cái gâu với cái tai này nó vẫn xanh mà cái phấn lên cái phấn nó gì cái lằn gai nở ra gì là chứ không có hiện cái này mình gọi là gai ha. Ừ, nè mấy cái lằn gân nó lộ lên. Dưa đặc biệt nó có phấn nào phải không? Cái này hình như phấn nào phải không? Còn cái những cái trái dưa chạy lên quay coi bà đâu rồi. Ủa không còn hả? Nè, cái trái dưa này chạy lên coi. Còn sống nè. Cái dưa nó còn sống nè, một cái nó không có phấn nè. Hai cái lằn này nó không có nở. Nè mấy lằn gân nó không có nở nè. Tức là cái trái dưa đó nó không có phấn hay sao anh trai? Ừ, nó không có phấn tại vì nó còn non. Còn non ha, như trái đó như vậy là non. Là như vậy là cái trái dưa này là mình loại là ở đây luôn hay là sao, hay là bỏ luôn anh trai? Mình bỏ luôn, cắt vô ba, cắt vô ba ha. Chàng nào nó chín là mình sẽ cắt. Dạ. Cảm ơn anh trai, anh trai. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ kinh nghiệm nha. Chắc anh làm lâu năm lắm. À cũng mà thì ông làm thì chắc ăn phải lâu năm như chị Út này nè. Nói chung ra là kinh nghiệm là dọc trái dưa biết liền. Biết liền. Biết sống chín, mình sống chín là ngon hay là dở luôn. Đúng không? Dỗ cho vừa biết liền luôn. Biết. Nhìn tại vì mình mặn lâu, mình nhìn mình biết. Dạ rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ những dạ, kinh nghiệm lâu năm của mình nha. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Quay YouTube nhiều thành công ha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Nhiều bo cho cạnh chưa nè. Đây. Đây là bà con đang gom dưa nè. Lấy mấy cái vỏ thắt dưa lên nha. Ồ, mạnh dữ vậy ta? Một vỏ đó khoảng nhiêu ký vậy anh trai? Ồ, dữ vậy? Rất là 50 mấy ký mà thảy lên y gan như là cái gói ôm vậy đó cô bác. Quá nhẹ nhàng luôn. Thì hiện tại ở quê mình á, bây giờ là không còn gánh nữa. Gánh thì nó rất là nặng. Ra bây giờ là mình phải di chuyển khó khăn ha. Đâu là chợ tới ngay đóng. Bây giờ là không còn gánh nữa nha cô chú anh chị. Bây giờ là bà con chỉ việc là đi nhặt lại thôi, đi gom lại, đó, vác lại đây. Và thảy lên là xe chở ra chứ không còn gánh thô sơ như trước đây nữa. Những cái dừa này là xe này chở hàng đưa tới dừa giao nhất ha. Thì dưa này như là dưa tiễn là đầu tiên luôn, bảy cái trái nữa. Các bạn thấy không, đây là cảnh của bà con nông dân đang thu hoạch dưa nè. Đây cô bác thấy là bẻ một đợt rồi mà dưa nè còn trái rất nhiều nha, này khít trái luôn nè đó. Còn khít trái luôn. Vậy là trái đó là sao, nhất không? Nhất luôn hả? Trái này đó khoảng chừng 3 ký. 3 ký hả? Trái tôi nghĩ chắc hơn 3 ký á. Trái này chắc hơn 3 ký. Cô chú anh chị, trái dưa này chắc khoảng hơn 3 ký nè. Các bạn thấy một cái vỏ dừa 50 kg lên vai mà tưởng như là thấy một cái gói ôm lên á,
chứ không phải là vỏ dưa đâu nha, tại vì mấy anh này mặn riết quen rồi. 50 kg mà coi nhẹ nhàng quá. Tắm bây giờ. Đây bà con. Đây là Quỳnh chia sẻ một tí kinh nghiệm để nhìn dưa biết cái dưa ngon trái dưa không ngon nè cô chú anh chị nè, điển hình như trái dưa các em cầm trên tay nè là sư Quỳnh nó chia sẻ là trái dưa này là rất ngon à. Và đây em sẽ em sẽ gửi cho cô chú anh chị mình xem này nha. Nè 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 đó, cái tiếng á cái tiếng nó chắc theo lời anh chia sẻ là nó chắc như vậy nè, nè. Cái tiếng như nè là trái dưa rất chắc nha, rất tốt. Cái trái như vậy là cực ngon nha cô chú, không phải trái lớn mà ngon đâu nha. Thấy anh trai là cái những cái trái mình lên cát nó ngon hay là dở anh cả? Lên cát thì nó dở. Dạ. Thì mình ăn nó bọt. À nó bị bọt thế. Lên cát là nó bị già phải không? Những cái kinh nghiệm nó có chú chị các bạn nha. Mà dưa đó mình để lâu cũng không được, lâu được. Để lâu nó bị hư, bị hôi gió. Bọng, bọng phải không? Rồi lụm một em nè cô chú anh chị, Quỳnh quấn nắng quá nắng rồi, chắc này làm hết nổi rồi, xuống đít xe tăng nằm luôn rồi nè. Nghỉ mệt tí đi. Rồi có năm nay như gỏi rồi. Nóng quá trong nền kinh. Nghỉ. Vậy là bữa nay em nghe nói lấy khoảng 50 tấn anh chị. 50. Cái ngày nắng chang chang bà con vác dừa đi nè. Nhìn vỏ thu hoạch gom lụm vô nè, bỏ vô vỏ nè, lưỡng biên nè. Sáng giờ là bà con lấy một cái khu vực này khá lớn rồi nè. Vật này là bà con là gom lên xe rồi xong xuôi nè, gom rồi lên xe rồi còn phải là luồn dây nữa nè, đặng bảo hộ khi mà chạy đi á là nó có là sự cố trục trặc như dòng nhảy đồ dấp bờ rồi á, nó sẽ níu với nhau nó không rớt nha bà con. Cái là di chuyển xong nè, cái này dư, cái này là vỏ dư rồi nè, để lên để mà đem lại những cái bến khác mà tiếp tục lụm nữa nha cô chú anh chị. Xong rồi nè cô chú anh chị, chắc hay là thấy lên xong xuôi bắt đầu là chiếc xe từ từ nổ máy. Dạ. Xe nổ máy bắt đầu di chuyển cái nè. Bắt đầu chạy từ từ vô.
sao bị tắt rồi. Chạy cũng chạy chậm nữa đó, chứ không dám chạy lẹ. Chạy lẹ sợ sóc á, sóc vừa nó nhảy nó gớt nó văng, hoặc là nó bởi hay là gớt vỏ, cho nên anh em chạy chậm rãi, từ từ từ. Cái đường từ đây nè mà ra, chạy ra tới ngoài cái chỗ đó đó, đó. Tới đó đó là bà con hiện bây giờ là đang ở trong mé nó chờ đó. Ở đó là những cái ghe đang chờ trực hờ sẵn ở đó đó. Ở đây mà bà con mà chuyển dưa ra, chuyển dưa ra tới đó là chuyển xuống ghe luôn, là lựa luôn một cái một luôn. Em sẽ ra ngoài đó, em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem. Xe đang kéo ra, chạy chậm rãi từ từ từ. Đây là xe dừa nặng nề bò qua bờ mẫu, đường này cũng hơi cao nữa nè, không có nậu đó đó bật lên đó, cô chú vậy thấy không, nó bật ngốc lên đó, đó sập xuống đó, cô chú vậy thấy không, nó đòi hỏi một cái kinh nghiệm cực kỳ cao nha, mới chở được những cái dừa này. Nếu yếu kinh nghiệm là chạy nó sẽ dằn vặt, nó sẽ bể dừa hay là nó gớt vỏ đó, chứ không phải mà nó chạy mà được như vậy là im đâu nha. Đây là những cái ghe mà đang chờ nè, chờ để mà căng dưa đem xuống chở dưa nè. 1, 2, 3, 4, 5 chiếc dài lại nắng nhóc chiếc hết trơn. Trên bờ đây là mấy anh, mấy chú đang chuẩn bị chờ mà cái xe dưa khi đem ra đang căng nè. Các bạn không chạy tới dốc rồi mà còn không dám lên nữa nha. Phải ghe tới ghe lui cho nó căng bằng đâu đó, phải chính xác đàng hoàng rồi mới lên. Chứ không phải mà chạy thí chạy càng. Với một kỹ năng mà chở dưa như vậy là rất lâu mới có được cái kỹ năng mà chạy để mà cho chiếc xe dưa cho nó im như thế này. Chạy lên dốc nè. Đây là lên bờ kinh luôn nè. Chú chị đây là cái bờ kinh nè, thấy không? Chạy lên bờ kinh, chiếc xe giặt qua, giặt lại, giặt qua, giặt lại liên tục luôn. Để bắt đầu hỏng luôn á, cái gì thế. Quay là cắn mí à, đó cái bánh không tới mí mới xong luôn rồi. Đây là kéo tới đây nè, kéo tới cái đó là ghe đó cô chú chị, là ở đây là có cây căng sẵn luôn nè, kéo ra tới đây, tới đầu là căng tới đó. Em sẽ quay cận cảnh bà con căng dưa cho cô chú chị mình xem nha. Chở ra nhiêu căng hết nhiêu luôn hả Huynh? Căng luôn, căng mới dắt ghe. Đó có cái căng này bóc xuống nha. Đây là cận cảnh bà con căng dưa luôn nè. Xe kéo ra tới đây rồi, bắt đầu mở dây nè.
mà đếm. Quay phim mà nó đếm. Không sao, chứ đỉnh này tao đếm nè. 47. 47 ký. Rồi là cái vỏ này được 47 ký. Vỏ đầu tiên là 47 ký. Để coi vỏ thứ hai có được nhiêu ha. Vậy là 50. Được 50 ký. Hên, học vừa xong lớp 1, cô giáo có chồng bỏ đi. Bốn mấy là 50 cũng có. Không, để ta đọc. Rồi 49. À, mấy anh em cũng khá là vui đúng chung các bạn ha. Chú ghe luôn được không? Được. Và đây là hai thư ký nè, đang cộng sổ nè. Cho mình lấy vỏ cắn hết rồi. 18. Đây tôi đổ chỗ. Đổ chỗ đó. Chỗ đi. Cái vỏ ra ngoài thì đẩy cái vỏ ra thì đây em sẽ đi xuống ghe bà con chắc dừa như thế nào nha, cho cô chú anh chị mình xem nha. Ở đây là nhóc ghe hết trơn luôn, quá nhiều ghe lại đây đang chở dừa luôn nè. À, đây là nơi mà chắc dừa nè, hình như là mấy anh đang lựa dừa nữa hay gì nè. Ngày sắp giờ có trái dừa lọc nè không anh? Có kìa, có trái lọc dừa nằm với bằng thông địa kìa. Vậy hả, để hồi về quyên cho trái dừa lọc cho bà con ta biết, ta hỏi trái dừa lọc là trái dừa gì. Mình nói lọc lọc còn mà là không biết cái lọc là cái gì vậy. Đó lọc dương, tới gọi là lọc dương. Dương dương. Còn dưa trong vỏ này là sao anh? Bỏ ra ba. Ba là nó có cái kẹo dít dít gì đấy ha. Ba là lỗ mỏng. Lỗ, lỗ hang. Em thấy mấy anh vỗ nó là vỗ để làm gì mấy anh? Ăn nhất nhì. Ăn nhất nhì hả? Rồi, anh nói chắc dưa ra khá là đẹp luôn ha. Cái đó dỗ rồi mình nghe âm thanh hả mấy anh? Cái âm thanh như thế nào gọi là nhất và âm thanh như thế nào gọi là nhì? Nó bọt ha. Tiếng giòn. À. Vậy trái dưa kêu vậy là nhất hả? Bon bon bon. Bon bon tiếng bon bon. Còn còn cái tiếng như thế nào là nhì? Tiếng yếu tiếng. Bọt với cái bọt bọt ha. Yếu tiếng với nhỏ tiếng. Nó rất ký ha. Ê, ở dưới đây cộng. Là lỗi ra. Là lỗi ra. Giúp gì ba nè. Này sang phân lỗi. Ê kiên. Đi ra hồi này nè. Có trái dưa lọc. Dưa lọc khác của địa cho thì quên trái dưa lọc của bạn nhất. Mẹ anh đang sắp tới lo chùm đó là dưa nhất, dưa này dưa nhì, còn dưa này là dưa ba nè cô chú. Đây là dưa gì là dưa ba. Và em sẽ review cái trái dưa lọc cho cô chú anh chị mình xem nha. Nó như thế nào mà gọi là dưa lọc. Cái này là lọc, lọc là lọc gì vậy mấy anh? Sao em không thấy lọc? À, lọc vườn là kiểu gì đấy hả? Lọc vườn, cái này ta kêu bằng lọc vườn là nguyên một lằn trắng gì nè. Cái này đem về lại cúng ông địa. Cái này là lọc vườn nè cô chú anh chị. Cái như gì, trái dừa này là gọi là lọc nè. Đây là bình thường này nha. Nhưng nó có điều khác biệt đen tí là nó có là hai sọc nè. Cho nên bà con gọi là dưa lọc. Đem đi cúng ông địa. Cầu cầu mong ông địa độ cho bà con làm trúng mùa được giá. Bà con đang chuyển dừa xuống đó, đi trên cây đòn dài rất chuyên nghiệp. Nhìn nhìn được cũng hay tà. Vậy là mua đi ông ơi, mua với số đi. Đây là dưa ba. Cái trái dưa mà nó thể giúp. Trái loại ra dưa ba.
Đấy hầm riêng ha. Bãi đang của ai? Kêu bà này rồi chú chị. Ở đây ghe không có xe. À, vậy là sắp xong một xe nè, giấc này bà con nghỉ mệt, nghỉ một tí. Nước nhiều ha. Nước nhiều quá là đúng là dưa ăn cả vườn. Ừ. Thì bên đây anh em cũng đang là những cái vỏ sách dừa đó xuống ha. Đây. Rồi các cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Các bạn thấy hay hãy like và đăng ký kênh ủng hộ Thanh Quy mình ra nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.